Có bao giờ bạn tò mò muốn tìm hiểu xem chứng khoán là gì khi mà xung quanh mình đi đâu ai cũng bàn chuyện chứng khoán hay không? Từ cô trà đá tới anh nhân viên văn phòng, hay thậm chí lướt Facebook thôi cũng thấy bạn bè mình chia sẻ các bài viết liên quan đến chứng khoán. Chứng khoán được hiểu một cách đơn giản là một loại tài sản tài chính có thể giao dịch được. Bạn là một người bình thường muốn sở hữu chứng khoán, tôi hoàn toàn có thể mua lại từ người khác. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nắm giữ, tôi hoàn toàn có thể bán ra. Chứng khoán thì có rất nhiều loại hình khác nhau, và đương nhiên, mỗi loại hình thì sẽ có những đặc trưng riêng của nó. Tôi sẽ chia chứng khoán thành 3 loại chính, bao gồm chứng khoán nợ, chứng khoán vốn và các công cụ phái sinh. Giải thích cụ thể hơn thì chứng khoán nợ là những chứng chỉ ghi nhận quyền sở hữu một phần vốn vay của người mua. Chứng khoán nợ nổi bật nhất đó chính là trái phiếu. Nói một cách dễ hiểu thì tức là nếu bạn sở hữu chứng khoán nợ, cụ thể là trái phiếu, thì bạn sẽ là chủ nợ của đơn vị phát hành ra trái phiếu đó, tương ứng với số tiền mà bạn bỏ ra. Thứ hai đó chính là chứng khoán vốn, cụ thể chính là cổ phiếu. Nó sẽ ghi nhận quyền sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty đối với những ai đang nắm giữ. Lúc này bạn sẽ là người góp vốn và đồng hành cùng với doanh nghiệp, thường được gọi là cổ đông. Cuối cùng đó chính là công cụ phái sinh, gồm hợp đồng tương lai, kỳ hạn, quyền chọn và hoán đổi. Mỗi loại công cụ đều có chức năng và được sử dụng vào các mục đích khác nhau, như là dùng để phòng hộ, đầu cơ hay là kinh doanh, chênh lệch giá. Chứng khoán là loại tài sản có thể giao dịch được. Vậy có phải cứ đem ra ngoài chợ mà mua bán hay là đăng lên mạng là được không? Không, không, không. Chứng khoán ở thời điểm hiện tại không phải mua bán kiểu như thế. Các hoạt động mua bán hiện nay đều đang diễn ra ở trên sàn giao dịch chứng khoán. Ở Việt Nam có 3 sàn giao dịch theo thứ tự từ bé đến lớn, bao gồm sàn giao dịch Upcom, sàn giao dịch HNX và sàn giao dịch HOSE. Bạn cứ tưởng tượng, sàn Upcom là một cái chợ nhỏ ở vùng quê, HNX là một chợ phiên đông người hơn, còn HOSE là một cái trung tâm thương mại. Để tìm được những món đồ tốt và đã qua kiểm định thì bạn biết cần phải đến đâu rồi đấy. Mỗi sàn giao dịch thì lại có cơ chế giao dịch và biên độ khác nhau. Như Upcom là 15%, HNX là 10% và HOSE là 7%. Đó là khoảng phần trăm mà cổ phiếu có thể tăng tối đa hoặc giảm tối đa trong ngày. Việc có sự khác nhau ở biên độ các sàn nhằm mục đích chính là bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Khi thị trường giảm mạnh, bạn sẽ không thể mất hết tài sản trong một ngày được, mà sẽ chỉ mất tối đa trong khoảng phần trăm quy định của sàn mà thôi. Do đó mà bạn sẽ có thời gian để xử lý bằng cách bán các cổ phiếu đó đi. Và để giao dịch chứng khoán thì bạn cần phải thông qua các công ty chứng khoán để giao dịch, chứ không thể trực tiếp mua bán trên sàn được. Có rất nhiều công ty chứng khoán khác nhau và bạn nên lựa chọn các công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần để mở tài khoản và giao dịch. Cách tìm kiếm cũng rất dễ, bạn hãy lên Google gõ thị phần môi giới chứng khoán quý 1 2023. Sau khi có được danh sách các tên công ty, bạn hãy gọi điện cho tổng đài của các công ty đó hoặc liên hệ với người môi giới của công ty đó để được hỗ trợ nhé. Và đã phải giao dịch qua các công ty chứng khoán rồi thì bạn sẽ phải mất các khoản phí. Thông thường thì phí sẽ dao động từ khoảng 0,15 đến 0,3% cho một giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu. Ngoài ra khi bán, bạn sẽ cần phải nộp thêm thuế là 0,1% trên tổng giá trị chứng khoán bạn vừa bán. Còn đối với giao dịch phái sinh, mức phí sẽ từ 1.000 cho đến 7.000 trên một hợp đồng. Đó là một vài thông tin cơ bản mà bạn cần phải biết khi muốn tham gia vào thị trường chứng khoán. Còn để đầu tư sinh lời hiệu quả thì bạn sẽ cần phải trau dồi thêm rất nhiều kiến thức cũng như trải qua quá trình thực chiến trên thị trường. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các video về kiến thức đầu tư. Nhớ like và ấn nút đăng ký để sớm nhận được các video mới nhất từ mình nhé.